tuổi già tự do, tại sao không? Quý vị thân mến, mỗi chúng ta thường đợi cả tuần cho ngày thứ bảy, đợi cả năm cho đến kỳ nghỉ Tết và đợi cả đời cho sự tự do và hạnh phúc tuổi già. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị những gì để có một tuổi già tự do thì dường như ít người nghĩ đến. Bởi lâu nay, tư tưởng trẻ cậy cha, già cậy con đã ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều bậc làm cha làm mẹ. Họ hy sinh cả cuộc đời và dồn hết tất cả cho con. Sinh con ra, nuôi con lớn khôn, dựng vợ gả chồng. Đến khi tuổi già lại lo lắng chăm bẵm cho con cháu, dường như chẳng khi nào cha mẹ già được hưởng cuộc sống tự do của riêng mình. Thậm chí, tâm lý già cậy con còn dẫn tới rất nhiều những hệ lụy xã hội như con cái bạc đãi cha mẹ, hoặc cha mẹ già phải nín nhịn con cái vì bản thân đang lệ thuộc vào sự chăm sóc hỗ trợ tài chính của con cái. Vậy thì làm thế nào để có được cuộc sống tự do độc lập khi về già? Hãy cùng Chí Lý Cuộc Sống lắng nghe trong video ngày hôm nay quý vị nhé. Thứ nhất, tự do về tài chính. Tiền bạc không phải là tất cả trong cuộc sống, nhưng lại là một vấn đề lớn của tuổi già. Bởi khi về già, bệnh tật đau ốm lại không còn khả năng lao động kiếm tiền. Nếu không có tiền tích lũy, người già sẽ vô tình đẩy mình vào cảnh sống phụ thuộc vào con cái. Con cái hiếu thảo là may mắn, nếu chẳng may con cái tị nạnh đùn đầy trách nhiệm chăm sóc thì thật là chua xót. Cho nên khi con cái không có thời gian ở bên cha mẹ, không thể đem tới cảm giác an toàn về mặt tinh thần cho cha mẹ, thì số tiền tiết kiệm trong tay cha mẹ sẽ phát huy tác dụng. Trong túi có tiền, tâm lý thoải mái, còn có thể giúp đỡ con cái khi chúng cần, không trở thành gánh nặng cho chúng. Đây chính là tình yêu cuối cùng mà cha mẹ dành cho con cái. Người ta nói tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được việc gì. Đối với người già mà nói, cơ thể tuy dần dần lão hóa, nhưng lòng tự trọng lại ngày càng cao. Đặc biệt là trong chuyện tiền bạc, nếu vì tiền bạc mà phải nhìn sắc mặt của con cái thì họ thà nhẫn nhịn, không mở miệng còn hơn. Trong tay có tiền, con cái thỉnh thoảng về thăm biếu chút quà hiếu thuận, bản thân cũng có thể trả lại cho chúng dưới hình thức lì xì, mua quà cáp hoặc là cho cháu tiền ăn vặt, như vậy thì cả nhà đều vui. Sau khi về hưu, trong tay có tiền, có thể rủ bạn bè đi đây đi đó, cũng có thể học và làm những thứ mà hồi trẻ thích nhưng chưa có thời gian và cơ hội. Có như vậy, cuộc sống khi về già của chúng ta mới trở nên phong phú hơn. Bước vào tuổi già, bệnh tật dù ít dù nhiều cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng trong tay có tiền, không cần con cái vì chuyện tiền viện phí mà thêm một phần gánh nặng. Bởi lẽ cuộc sống của chúng cũng đã có không ít gánh nặng rồi. Hơn nữa, gặp được con dâu con rể tốt thì không sao. Nếu không gặp được thì hà cớ gì mình còn mang thêm rắc rối cho con của mình hay liên lụy tới chúng nữa. Tự do tài chính là một trong những yếu tố quyết định cho cuộc sống khi về già. Đừng chỉ biết trông chờ vào con cái, người già vẫn nên tự dựa vào mình thì tốt hơn. Khi còn trẻ hãy để ra cho mình một khoản tiền dưỡng già. Đợi tới khi bạn già rồi, trong tay có tiền sẽ mạnh hơn bất cứ điều gì, vừa không cần dựa vào con cái, vừa có thể tự làm chủ cuộc sống mà mình mong muốn. Thứ hai là tự do về thời gian. Con dâu sinh đôi và sinh non, nên bà Nguyễn Lý ở Hoàng Mai, Hà Nội quyết định nghỉ hưu trước 3 năm để trông cháu đỡ đần các con. Con trai bà làm ăn xa, nên việc chăm cháu do bà và con dâu đảm nhận. Lúc các cháu còn nhỏ, cứ khoảng 2 giờ đồng hồ là bà lại thức dậy để cho cháu ăn sữa. Mỗi lần như vậy, việc ngủ lại rất khó, thậm chí là không ngủ lại được. Nên mỗi ngày, bà chỉ ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, thậm chí là còn ít hơn. Khi cháu bị nóng sốt, bà thường thức cả đêm để trông cháu, nên nhìn bà gầy đi trông thấy, sức khỏe cũng giảm sút. Đến khi các cháu lớn hơn một chút, con dâu bà đi làm, một mình bà xoay sở với 2 đứa cháu thì lại càng vất vả hơn. Có khi đến 1 giờ chiều, khi các cháu đã đi ngủ dọn dẹp nhà cửa xong bà mới ăn cơm. Đến đêm,
Cháu thức giấc hay giật mình, bà cũng lục đục dậy để dỗ cháu, cho con ngủ. Cứ như vậy, đến khi cháu được 3 tuổi đi học mẫu giáo, thì bà Lý cũng đảm nhận việc đưa đón cháu đi học hàng ngày, nhưng cũng đã nhàn hơn được một chút. Đến lúc này, bà mới có thời gian để nhìn lại bản thân mình. Trong 3 năm đó, trông bà dường như đã già đi cả chục tuổi, mặt mũi hốc hác, tóc thì bạc trắng. Mang tiếng nghỉ hưu mà bà chưa có một ngày được nghỉ ngơi, thậm chí còn cảm thấy vất vả, mệt nhọc hơn hồi còn đi làm. Ngược lại với bà Lý, một người bạn học của bà lại có quan điểm khác. Bà ấy sẵn sàng chi tiêu ít đi, thậm chí là cắt giảm nhiều thứ không cần thiết để cho con tiền thuê giúp việc trông cháu. Vì có giúp việc trông cháu nên bà ấy có thời gian đi tập thể dục, gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Chính vì thế mà đến giờ trông bà ấy trẻ hơn bà Lý rất nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân chính để người già chấp nhận trông cháu là họ muốn con cái mình đỡ một khoản chi phí chăm trẻ. Hơn nữa, họ cũng không yên tâm khi để người lạ chăm sóc cháu mình. Do vậy đáng lẽ ở tuổi về hưu, người già phải được nghỉ ngơi. Nhưng vì con cháu, họ lại phải dậy sớm ngủ muộn để làm việc, đôi khi còn vất vả hơn cả thời thanh niên. Quý vị thân mến, nhiều người nghỉ hưu xong ở nhà trông cháu, chăm lo nhà cửa, cơm nước cho con cái hay chăm sóc gia đình. Thời gian tuổi già của họ hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu. Đi đâu cũng không dám đi, chơi gì cũng chẳng dám chơi vì còn phải lo đến giờ chợ búa cơm nước, giờ đón các cháu. Họ còn không có thời gian để chăm sóc bản thân nữa, khiến cho sức khỏe nhanh chóng đi xuống. Nhiều người nói rằng tuổi già được quây quần bên con cháu là hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ quẩn quanh với việc bếp núc nhà cửa con cháu, như vậy thì có lúc nào được sống cho cuộc sống cho riêng mình? Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân chính để người già chấp nhận hy sinh thời gian của bản thân để chăm lo cho con cháu là vì họ nghĩ con cái đang ở tuổi làm ăn rồi vướng bận nuôi con nhỏ. Trong khi mình còn khỏe lại có thời gian nên đỡ đần cho con được tí nào, họ đều cố hết sức. Chính tâm lý vì con vì cháu ấy khiến người già đánh mất sự tự do về thời gian của chính bản thân mình. Cho nên, bạn biết sắp xếp cuộc sống của mình khi về già một cách phù hợp, ở cùng con cái hay hỗ trợ chăm sóc cháu. Chúng ta cũng không nên quá ôm đồm mọi việc mà cần dành thời gian cho những thú vui tuổi già, những hoạt động chăm sóc sức khỏe hay những cuộc gặp gỡ bạn bè. Bởi mỗi ngày trôi qua, thời gian của chúng ta sẽ ngày một ngắn lại. Thứ ba là tự do về tinh thần. Tôi 57 tuổi, về hưu được 2 năm, con trai năm nay 31 tuổi. Năm tôi mới về hưu thì con trai lấy vợ. Vì là người rất yêu thương con, do đó từ khi con lấy vợ, tôi lại gánh thêm trách nhiệm chăm sóc con dâu và nghĩ rằng đó cũng là việc bình thường. Ban đầu tôi nghĩ sau khi con trai lấy vợ cả nhà vẫn có thể sống chung cùng một chỗ. Nhưng vì chồng khuyên can, nói rằng vợ chồng son cần có không gian riêng, do đó tôi mới cho chúng ra ở riêng. Nhưng để tiện chăm sóc vợ chồng con trai, mỗi sáng chúng tôi lại sang nhà con trai nấu bữa sáng, quét dọn nhà cửa. Sau bữa tối khi các con đi ngủ, chúng tôi mới trở về nhà. Một hôm, như mọi ngày, tôi mang theo đồ ăn tươi mới mua ở chợ đến nhà con trai. Trong lòng đang hân hoan, rút chìa khóa ra mở cửa thì không thể mở được, bởi vì con dâu đã đổi ổ khóa khác. Tôi gọi điện thì con dâu nói rằng gần đây chung cư hay xảy ra mất trộm cho nên... Lúc đó tôi nghĩ, sao các con đổi ổ khóa mà không đưa chìa cho mẹ? Chắc là chúng quên mình rồi. Buổi tối con trai tới nhà đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Tôi vốn định không nói lại chuyện ban sáng, nhưng con lại nói một câu: mẹ đừng để vợ con biết nhé. Tôi nhận thấy sự việc này không còn đơn giản nữa rồi. Nhưng nói xong, tôi lại quên ngay. Ngày hôm sau vẫn theo thói quen, tôi đến nhà con trai. Vừa bước tới gần cửa, tôi nghe thấy tiếng con trai và con dâu đang cãi nhau. Lúc đó con dâu không ngừng nói: anh nhất định đã đưa chìa khóa mới cho mẹ anh rồi. Mẹ anh chẳng giống như những bà mẹ chồng khác đi khiêu vũ hoặc spa, mà như là một cái camera nhìn chằm chằm vào chúng ta ấy. Tôi nghe xong mà không thể tự trách mình.
rằng đây là 24 giờ lo lắng cho con, đổi lấy những lời trách móc như vậy. Trước đây mọi việc đối nội đối ngoại trong gia đình là do một tay tôi lo hết, nhưng kết quả là con dâu lại cho tôi là người không hiểu chuyện. Nghe xong, tôi không thể cầm được nước mắt, trở về nhà và kể lại sự tình với ông bạn già. Thằng Hướng là con trai độc nhất của chúng ta. Từ bé tôi đã yêu thương và dành cho nó sự chăm sóc tốt nhất, lắm lúc còn lo lắng từng ly từng tí. Vậy mà giờ tôi lại phải nhận lấy lời nhận xét như vậy. Chồng tôi vừa nghe xong, lấy tay vỗ vỗ vào lưng tôi vừa nói: "Bình nhìn các bạn đồng nghiệp cũ mà xem, họ đi du lịch khắp cả nước, còn ra cả nước ngoài nữa. Nhưng mình vì các con đã bị dính mắc ở đây quá lâu rồi. Ngẫm lại, tôi thấy sợ cái sức chịu đựng của mình rồi đấy." Sau buổi nói chuyện ấy, tôi tự hỏi, chẳng lẽ mình cứ sống như vậy đến chết sao? Nói xong, tôi liền mua vé máy bay, quyết định đi du lịch một chuyến. Chuyến đi xa đầu tiên sau mấy năm nghỉ hưu khiến tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Khi trở về nhà, việc đầu tiên là tôi mua một chiếc điện thoại iPhone 6, bán ngay chiếc điện thoại cục gạch của mình. Hôm sau, tôi gọi cho con trai một cuộc điện thoại để thông báo buổi tối hai vợ chồng tôi đến nhà chơi. Con trai nghe xong không khỏi giật mình. "Mẹ, chẳng phải mẹ có chìa khóa đó sao? Mẹ cứ đến, sao phải gọi trước ạ?" Tôi cười và không nói gì thêm nữa. Đến nơi, tôi nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đưa lại cho con trai và nói: "Sau này, mẹ sẽ không thường xuyên qua nhà các con nữa, mà nếu có qua cũng sẽ gọi điện báo trước. Không phải mẹ giận con đâu, mà là mẹ đang học cách buông bỏ." Rất nhiều bậc cha mẹ khi về già dành hết thời gian và sức lực chăm lo cho con cho cháu, rồi phụ thuộc cảm xúc của mình vào chúng, hết lòng với con, nhưng khi chúng vì bận rộn hay vì một lý do nào đó không thường xuyên hỏi han trò chuyện hay không chăm lo cho cha mẹ như mong đợi, thì lại trở nên buồn phiền, trách móc, giận dỗi con cái. Làm cha mẹ, hãy để trái tim đi cùng lý trí. Hãy sống một tuổi già tự do về tinh thần, tìm những niềm vui cho riêng mình, thay vì phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai khác, kể cả con cái. Chuẩn bị cho mình một sức khỏe thể chất tốt, với kế hoạch luyện tập và ăn uống khoa học từ sớm. Chuẩn bị một sức khỏe tinh thần tốt bằng việc đầu tư phát triển các mối quan hệ ý nghĩa thân tình ngay khi còn trẻ. Làm bận rộn bản thân bằng những hoạt động sở thích, tham gia các hoạt động thiện nguyện và trao tặng, thay đổi góc nhìn bằng tư duy mở. Quý vị thân mến, cuộc đời là một sân chơi vĩ đại được thiết kế cho mỗi người tìm kiếm bản thân mình. Chúng ta rồi sẽ học, sẽ thành công và thất bại. Nhưng trên hết, chúng ta sẽ trưởng thành và trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày để đạt được cuộc sống tự do mà mình mong muốn. Việc xây dựng một tuổi già tự tin, độc lập và nhẹ nhõm thì cần phải được chuẩn bị càng sớm càng tốt. Thiết lập các mối quan hệ, trải nghiệm cuộc sống, cho phép bản thân thực hiện các phép thử đúng sai, mở rộng thế giới quan để có nhiều kinh nghiệm hơn, thấu hiểu bản thân hơn, đa dạng đời sống. Vì đó chính là nền tảng cho tự do và hạnh phúc của tuổi già. Và trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn Hạnh phúc của mẹ. Nhà bà có hai đứa con, một trai một gái, cả hai đều đã trưởng thành. Bảo giàu có thì không phải, nhưng đứa nào cũng xây được cái nhà tầng để ở. Ông mất cách đây 2 năm rồi, chỉ còn lại mình bà. Chúng nó xúi bà bán nhà bán đất ở quê, chia đôi tiền cho hai đứa nó làm ăn, rồi chúng nó nuôi mẹ. Bà nghĩ loanh quanh ở nhà một mình cũng tủi, lại thương hai đứa con thiếu vốn làm ăn nên gật đầu đồng ý cho hai đứa nó bán nhà. Từ ngày ấy, hai đứa con thay nhau nuôi mẹ. Lương hưu của bà được 3 triệu. Hai đứa lập quỹ bỏ 3 triệu của bà vào, rồi mỗi đứa góp thêm 500.000. Vậy là tổng cộng có 4 triệu tiền nuôi mẹ mỗi tháng. Chúng nó bảo góp thế là nhiều rồi, mẹ già ăn mấy. Mà mẹ ở nhà cả ngày, tiền điện đóm, nước nôi, dầu gội đầu, sữa tắm, giấy vệ sinh cũng đủ tốn lắm. Những khoản ấy thống kê sao được. Tháng này anh nuôi mẹ 15 ngày,
cả tiền ăn uống thuốc thang rồi xăng xe đèo bà về quê, vị chi lấy hết 2.560.000 đồng. 15 ngày còn lại, mẹ ở với em hết tròn chẵn 2 triệu. Anh để mẹ tiêu pha tốn kém thế âm cả quỹ rồi, thế tiền âm thì ai lo đây? Thì chia đôi đi, chia đôi tính ra mỗi người hơn 200 nghìn mà. Bằng một bữa bia của mày chứ mấy. Thôi được, tháng này thôi nhá, sang tháng sau mà cho mẹ tiêu tiền quá lố như thế thì tự đi mà bỏ tiền túi để mà bù vào. Tháng nào hai đứa con của bà cũng họp nhau ít nhất một lần để thống kê tiền nuôi mẹ. Chúng nó tính toán với mẹ từng đồng từng hào một. Mày cứ bảo anh tiêu nhiều. Mẹ thích ăn tôm. Anh dặn vợ mua tôm loại bé 15.000 đồng một lạng mà chỉ mua một lạng thôi vì mẹ ăn ít cho tiết kiệm. Thế còn sao nữa? Một lạng thì chia làm hai bữa đi. Người già ăn nhiều không tốt đâu. Mà thuốc ấy thì mua thuốc nội được rồi, rẻ mà tốt. Mua mấy cái đồ ngoại đắt tiền mà chắc gì đã phải hàng xịn. Rồi chúng nó kể công chăm mẹ và ganh tị với nhau. Tháng sau 31 ngày, anh trông mẹ 15 ngày, mày để mẹ bên nhà mày 16 ngày đi. Nhà em vợ em mới đẻ, chăm con chưa xong chăm mẹ sao được. Thôi, nhà anh con cái lớn rồi thì chăm mẹ đi. Mỗi lần nghe anh em chúng nó bàn chuyện nuôi mẹ mà bà đau buốt đến tận tim. Bà nhớ ngày chúng nó còn nằm gọn trong bụng, bà yêu thương và mong chờ sự chào đời của những đứa trẻ đến nhường nào. Hai đứa con lần lượt chào đời trong những ngày tháng nghèo đói, có khi cả tuần liền, mỗi ngày bà ăn một củ khoai cầm cự rồi nhường hết cơm cho con. Rồi những lần con ốm con đau, bà thức trắng đêm để lo cho chúng nó. Sáng dậy sớm, nấu cơm sáng cho con ăn rồi mới đi làm, chưa vội vàng về nấu cơm lo cho hai đứa đi học, về chưa có cái ăn lại đói. Chiều đến cơ quan, tối về con ngủ thì tranh thủ đan mấy cái nón để kiếm thêm tiền, tờ mờ sáng mới chợp mắt một chút. Suốt mấy chục năm như thế, khổ thì khổ thật đấy, nhưng bà bóp mồm bóp miệng, rè rèn từng đồng để nuôi chúng nó, học hết 4 năm đại học cho bằng bạn bằng bè. Bà nhớ lắm cái ngày hai đứa nó còn nhỏ, hai anh em tíu tít bên mẹ. Mỗi lần mẹ đi đâu về mua cho hai anh em đồng quà tấm bánh thì chúng nó phấn khởi lắm. Bà muốn nhìn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi con thơ, nên dù bụng có đói, bà cũng dành tiền mua quà cho hai đứa, chỉ là cái kẹo, cái bánh hay cái oản, hai đứa bé bẻ đôi ăn chung cũng làm cho chúng nó vui lắm rồi. Rồi những buổi tối đến, hai đứa trẻ gối đầu lên đùi đòi nghe mẹ kể chuyện. Mẹ thì mệt và buồn ngủ díp mắt rồi, nhưng cũng chiều con, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích thật ý nghĩa. Hạnh phúc của mẹ là thấy con cười, nhưng có bao giờ những đứa con lấy nụ cười của mẹ làm hạnh phúc cho riêng mình? Bà không giận các con, mà chỉ thấy buồn. Thôi thì để cho tình cảm anh em chúng nó không bị sứt mẻ vì việc nuôi mẹ, để các con không phải vướng bận vì nghĩa vụ chăm sóc cho mẹ già, để chúng nó tập trung vào lo cho gia đình nhỏ của mình. Bà quyết định đề nghị hai con cho mình vào trại dưỡng lão. Nghe thấy thế thì hai đứa mình quýnh, bà thấy chúng nhẹ nhõm như là chút được gánh nặng. Đúng rồi đấy, mẹ vào đấy có các ông các bà cùng tuổi lại vui. Mẹ cứ yên tâm vào trong đó, thỉnh thoảng chúng con vào thăm mẹ. Chẳng có đứa nào muốn giữ mẹ ở lại cả. Ừ thì vậy cũng được, các con vui, mẹ cũng vui. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.